bà. Của sân vui nhỉ. Từ lúc bây giờ vẫn chưa xong. Đấy, trước khi quay thì luôn luôn phải thế cả nhà. Đâu có phải đơn giản là thích ngồi một phát là xong luôn đâu. Ai được ăn chưa? Mình chúc mừng chúc mừng này, chúc mừng vô. Đấy, bu phải vô cho nó khỏe muội. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với ẩm thực nhà Sệ này. Đấy, cũng là những cái buổi giãn cách xã hội. Thì hôm nay xã Sệ có một con vịt thôi, nhưng mà làm được hai món, một món hấp và một món om sấu. Đó, rất là ngon, om sấu với cả khoai sọ nha các bạn nhé. Hôm nay thì lại có cô cháu Hà sang để thưởng thức cái món ngon của nhà cậu nha. Đó, bây giờ thì xã Sệ mời cả nhà nhá, dùng bữa trưa cùng nhà xã Sệ nhá. Ok nào, mình chúc mừng chúc mừng này, chúc mừng vô. Đấy, bu phải vô cho nó khỏe muội. Này, hôm nay là ngày tiêm thứ tư của Sệ rồi. Mẹ vẫn đau hết người. Con mời bà, con mời anh chị. Đau thì không thể tránh được cái đau rồi. Rồi, con mời bố nhá. Mời ba chị em, mọi cháu. Wow. Đây cả nhà, đây là một miếng vịt, vịt hấp nhé cả nhà nhé. Wow. Đây là vịt hấp. Bây giờ xã Sệ sẽ thưởng thức cái món vịt hấp. Bôi bôi gắp rồi nhá. Sệ mời cả nhà nhá. Ăn một miếng này và gói thêm một miếng rau rất là ngon cả nhà. Phải nói là tuyệt vời. Nước chấm là phải chấm ngập cho nó mới ngon cả nhà nhá. Sệ mời cả nhà nhá. Không tuyệt lắm ạ. Quá tuyệt vời cả nhà. Nước chấm thì vợ mình pha xì dầu với cả nước mắm. Sệ chỉ hôm nay chỉ tham gia mỗi là nấu vịt thôi. Đấy, vịt om sấu này với cả vịt hấp. Cứ làm thấy cái nước chấm này là phải nghĩ đến cái rau này ngay mới kinh giới nhỉ. Rất là ngon luôn cả nhà. Phải nói là tuyệt vời. Cái nhập nó bảo là bây giờ Sệ sẽ chấm đi vào lòng. Em mà Sệ sẽ thử một món khoai. Món khoai ở trong vịt om sấu cả nhà nhé. Mình nấu không phải là tự mình khen đâu nha mà rất là vừa vặn. Em thử cho. Em thử đi, cô Trang. Thử đi em. Thử xong rồi nói cảm nhận cho mọi người nghe. Em thử ngay từ lúc em nấu à. Thấy sao? Vịt đã nhừ chưa? Nhừ rồi. Nhừ rồi đúng không? Bu ơi bu. Một phát ra sườn luôn. Con mời bu. Mời bu từ nãy giờ bu chưa gắp thì cuối cùng Sệ là phải gắp cho bu. Bu không phải ấy nhá, bu không phải là nhường con cháu đâu nhá. Bu cứ ăn thoải mái đi, bây giờ con cháu phải nhường bu ấy chứ. Gia đình nhà Sệ là ăn cơm liên tục rồi, thi thoảng cũng phải đổi món bún. Đấy. Hà không ăn bún được anh? Ăn cơm à? Ăn măng thì ngon. Nhưng mà lại măng, không tốt cho sức khỏe. Măng thì rất ngon. Với cả món vịt, món ngan. Nhưng mà nó lại sẽ không được không được tốt cho sức khỏe. Cho nên là mình sẽ quay sang có sấu sẵn đấy. Thế là mình sẽ làm món sấu. Đó, om sấu luôn cả nhà. Phải nói là tuyệt vời luôn. Mình nấu canh chua sấu này nó kiểu bung này, con cho bung miếng thịt lạc rồi. Đúng rồi. Luôn. Lấy bát đi bà. Lạc ơi là lạc. Thịt trong hạt mềm mà nè. Thịt trong hạt. Thịt rất là mềm ngon cả nhà. Này, Hà ăn đi con. Sệ thì thích ăn xương xương sầu sầu thôi. Đó, ăn gặm gặm nó rất là ngon cả nhà.
như lục luôn nhỉ. Như này quá ngon luôn. Buồn lâu thế. Gửi cho Ngọc. Ngọc bảo ui ngon thế. Ngọc thì đang đi mua vịt quay Hồng Kông. Bạn em đang ở bên Hồng Kông. Đang buôn từ sáng. Nói thật với cả nhà này, món vịt quê quá ngon luôn. Đi bắt về ngoét phát thế này thôi, làm luôn. Đậm đà, không có nhạt nhẽo gì cả. Mua vịt nhà ai nghe? Vịt này ra ngoài đồng thả đấy nên mình phải mang cái phiếu đi chợ đi mới mua được. Nên là trong làng mình thôi. Ngon, đã ngon. Cô Trang đã bao giờ ăn vịt om sấu kiểu này chưa? Em ăn rồi nhưng không có khoai sọ. Không có khoai nữa. Vịt om sấu chỉ vịt với cả sấu thôi đúng không? Ừ. Hay có cái gì nữa? Trong Quảng Trị ấy, thì sẽ có món canh vịt, bánh canh. Bánh canh nó cũng làm kiểu như này nhưng mà cho nhiều cái bột lăng ấy. Cho bột lăng vào. Chứ anh thì lại không ăn được cái món đấy. Ăn cái nước thì rất ngon nhưng cái bánh canh thì anh lại không ăn được. Thực ra cái bánh đấy chỉ làm nó chơi chơi thôi. Mấy lần cô Trâm làm ấy nhỉ? Ăn vặt ấy. Đàn ông không ai thích cái món đấy đâu. Không ngon. Nó ăn như kiểu nhà miếng bánh dày xong cắt ra ấy. Nó kiểu như ăn nó không ngấm được cái nước nó quyện mà. Thế ra mình cảm thấy không thích. Chị thì nghiệm. Cứ đi vào đồng miền Trung ấy. À, thích ăn. Anh vào chỗ Quảng Trị, Quảng Bình nhà Đại ấy. Ôi trời ơi, không ăn được. Đi tìm mãi mới được quán bún. Ngon. Bún xương. Anh không ăn được ấy. Như hôm đấy nó gọi là cháo à, món cháo, cháo canh à. Cháo canh thì lại ngon. Cháo canh anh lại ăn được. Xong nó lại còn có cả cái lem cuộn ấy, nó giòn tan, bắt đầu nó ăn ghém vào thì anh lại ăn ngon. Đúng là lần đầu tiên ăn ngon. Đấy cháo canh. Cái cháo canh nước xương là ngọt mà. Anh cứ tưởng là ớt nhừ này. Đấy. Đấy mới ngon vậy. Nhừ luôn. Thề luôn. Quá là ngon luôn. Mua. Mua ăn mua gấp. Vẫn phải ăn. Hàn đi con. Hàn nhiều bà Hàn. Hàn gấp thịt này mà ăn này. Ăn đi con. Không phải lên hình cậu mà phải rón rén đâu. Mày cứ ăn nhiều cho mợ giống mợ ấy. Kệ đi. Không ai biết mình đâu ăn. Ăn như bình thường thôi con. Mợ với cô Trang ngày nào cũng nhồm nhờ. Ngày nào cũng lên hình. Mấy hôm đầu chồng quay vào ngại ngại. Bây giờ kệ. Kiểu như đang có người nhỏ mình ăn nhỉ. Mình thấy xấu hổ. Tại sao diễn viên lại diễn được tốt như thế? Vì lý do là phải làm đi làm lại rất là nhiều lần. Như nhà mình đây một bữa ăn mà chỉ cần xét cái máy quay thôi, ba cái máy quay thôi là cũng thấy rất là mệt mỏi rồi. Nhất là Bu nhỉ? Hôm nào Bu cũng được cười khanh khách rồi nhỉ? Thì các anh chị diễn viên mang lại tiếng cười cho. Đấy, các anh chị diễn viên là như thế. Mình không học qua trường lớp mà mình được như này là cũng là quá là ok rồi. Chị đi Hà. Vâng. Mua đồ. Hà đang tuổi lớn lắm là ngại. Ngại rồi. Sợ lên hình thì các bạn trong lớp cũng biết. Ui Hà ơi, hôm trước tao nhìn thấy mày ăn cơm nhà ai mà. Mà có cả trên tivi ấy à. Và tao ở nhà cậu tao ở với bà tao thì tao phải ăn phải xuất hiện chứ. Chẳng qua mấy hôm trước tao trốn thôi. Mấy hôm nay cậu tao bắt lên thì người ta phải lên. Bà nào buồn cười lắm, cậu ta mà cứ có ở nhà thì suốt ngày lên hình. Buồn cười như cay. Dạ. Cay bà. Cay bố. Và rau nhà mình ấy, anh hái là người cây ấy. Thơm phức. Bu trồng bao nhiêu nhỉ?
mới trồng ra kia mà nó mọc nhanh nhỉ vui nhỉ? Nó lên ngay. Nhờ quá. Vâng. Nó lên ngay. Nó lên nhanh lắm nhiều. Vâng. Đỗ nhà chị Tân. Trốn qua mới cho. Đỗ nhà Bắc Tâm, đỗ nhà chồng. Ngon. Trộn với giữa. Vâng. Ăn mình nó ngọt này. Trời buồn quá rồi luôn. Nói chung là tất cả mọi thứ ở quê ấy, đều trồng được. Chỉ có trồng giống nào? Không phải qua các thương lái. Không phải qua các người mua về lại bán lại, cho nên nó rất là tươi, ngon. Ở ngoài phố thì đương nhiên chắc chắn là sẽ phải ấy rồi. Sẽ phải mua của những người ấy rồi. Quả nó đều, 10 quả nhưng 10 nó không có các quả một quả ấy như mình. Cả nhà ơi, đây là sẽ thử một chút bún trước với cả nước vịt. Wow. À đây, còn ở bên này. Vẫn thế à, vẫn như nhau hết à? Như nhau hết. Tại là sẽ hơi kén một tí về rau cả nhà. Cho nên là sẽ phải tìm mà mệt mỏi lắm. Nói gì chứ riêng về ăn uống sẽ là hơi vất. Ăn một miếng này, ăn một miếng vịt. Ăn tỏi này nhỉ? Bọn mình đi làm xem, ăn tỏi xem. Không dám ăn tỏi luôn cả nhà. Mùi tiếp xúc khách hàng sợ mà cả ngày nó không hết luôn á. Sẽ mời cả nhà món bún nha, sẽ thử và thưởng thức trước. Ra mồ hôi thôi thấy mùi tỏi tỏi mà đánh đã vào mà đánh vào trong bún dưới mắm này. Tôi đã bảo là bún này ngon, em chỉ cần có nước mắm em ăn bún ngon, không cần nước gì hết. Đậm đà ngon lắm con, ăn bún nhá cậu này nhá. Ui giời, em phải cho bún nó phải ngon. Nó chua, cái độ chua của nó chua mềm. Anh cho 10 quả sấu, 6 quả ớt nha con nhỉ. Hà là người đi lấy cho cậu. Em thì không ăn được. Đấy anh. Đây à, anh này bên này. Hà ăn được rau đúng không? Đấy, cả nhà nhìn này chưa, rất là ngon. Miệng này. Đấy. Ai cũng khen ngon, mỗi mu mình là khó ăn thôi. Tại sao hôm nào cũng thế nhỉ? Không thể sở trường của mu. Mình lại bây giờ mu già rồi. Cái đồ ăn là hơi kén cả nhà. Rất là kén. Sẽ làm cái cánh vịt này. Nhai. Thịt và ăn nè. Ăn ngon. Cô Trang ăn đi. Em vẫn đang ăn đều. Khoai mi. Hôm trước nấu một ít rồi à? Ít rồi. Còn ít đây. Cho bây giờ thì sẽ không chan bún mà sẽ gắp một ít bún để ăn cùng một miếng thịt hấp. Lần nào ra dỡ cũng thế, có mang về à. Mấy đâu, toàn đi cho hết. Thế thì có hàng xóm láng giềng à. Chuối là buồng nào nặng cho cho thì mình à. Lấy. Nấy cũng không ăn ấy, em ra nè. Ăn cả đây cả nhà nè, wow. Giống bún trộn ấy, nè, sẽ thì đào, giống miếng trộn. Lần thì lấy, lần thì sơ bún trộn. Cái gì vậy? Đấy, muốn chọn. Tôi chọn lấy đi. Đây cả nhà ơi, đấy, đây là món nhà mình cũng không ăn. Bún ngan trộn. Ngon cực. Mình không ăn mình lại cho, xong lại mang tiếng. Ăn cho là chuối là bỏ thôi. Ừ. Mang về này là lấy đâu. Ngon cực luôn em. Bà tham cho cái thịt ấy. Chanh mẹ. Ngon. Xong rồi lấy này còn không ăn chứ. Nhức hết cả
Nó chua rôn rốt ngon thật đấy. Cô Trang đấy là ăn bún mắm trộn chứ. Nhưng mà gắp miếng ngan mà. À miếng vịt mà. Trộn nước này ngon nhỉ. Ừ. Ngon lắm. Ngon nhất mấy. Mấy con chim dưới nhà nó đang đòi ăn rồi đấy. Sao con trai anh ngủ dậy sớm mà đã đòi đi về nhà rồi? Đi về mẹ Thảo để chơi với cả Bon Vui. Bạn Bon Vui. Con là Bon xã còn này. Em kia là Bon Vui. Hôm nay là Bon xã. Ừ. Còn đâu em kia là Bon Vui. Và tại sao con lại đi gọi tên bố bạn đấy? Gọi tên bố bạn ấy. Như thế đấy, đấy xong bảo là tại mọi người gọi con là Bon xã, mọi người gọi em Bon là Bon Vui thì con phải gọi em Bon Vui chứ. Phải gọi em Bon Vui chứ. Nói thế thì chịu, cũng là đúng mà. Xuống đấy là cái xóm ấy chở tinh trẻ con nhiều. Vâng, đang vui. Đừng đợi bệnh với nhau. Nhưng mà khi đi vẫn dặn mẹ hôm nay có bánh trung thu không? Thích ăn bánh trung thu à? Hôm qua đang đêm cũng thèm bánh trung thu, bắt mẹ đi tìm bánh trung thu. Có không? Hôm nay làm, chiều làm. Nên là học ra trường rồi à? Mất mấy hôm tu luyện. Món nốt miếng này nhá, nạp nó. Nói chung là món gì thì món cũng phải một lần không thành công thì mới thành công được. Trước là cái món bún đậu này là chị Thủy nấu như thế này. À loại bún đậu vậy. Trước chị Thủy nấu cái món xấu à. Nấu như thế này luôn. Nhưng mà chị nấu đặc quá anh không thích. Nhà em cho khoai không, nó đặc quá, cho ít nước như lúc đầu á. Như hôm nay em phải bảo anh cho thêm nước à. Đấy, bởi vì nhà phải cho thêm nước. Nói chung là những món nào đặc mất ngon. Em đều kích thích anh thì anh đều làm đúng mà. Anh bảo còn anh làm ngon hơn nữa. Anh còn làm ngon hơn. Ừ, đấy. Thế nên là anh hợp với bếp đúng không? Đúng. Hỏa hợp bếp là đúng. Ừ. Còn đâu em bị dư hỏa. Ừ. Nên là em cứ làm cho anh những món em làm em sẽ bị giảm chất lượng. Ừ, nhưng mà em cứ làm sao cái món nào mà cứ ngon ngon miệng anh sao anh biết làm là được. Ừ. Căn bản là phải có người kích thích trước. Giống như Bon ấy phải dí vào mồm nó một phát, nó phải thử được cái vị đấy ngon lắm. Ừ. Em như bên hôm qua về thèm sườn lắm, nhưng hôm qua chắc cô Trang làm vội. Cái thứ nhất, cái thứ hai lại sườn lại ngon. À, sườn không ngon. Không có sườn. Có sườn không ngon. Hết mất cái sườn rồi. Hết mấy nhánh rồi. Còn cái cuối cùng nữa. Tiếp nữa không ngon, nhiều nước mắm. Quá tanh. Cũng đổ, không phải là không có ít thì không ngon. Nhiều mùi nước mắm quá, nó lại ngửi, nó lại không thích mùi nước mắm. Ủa. Thằng đấy nó sợ. Nó sợ á, nó sợ mùi nước mắm ra á. Nó thích cái mùi ấy, mùi thì ngói gì á. Ngon mà nuốt ngực ực. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Anh dạy rột này đi để cái muôi vào trong này ướt hết bún. Ướt cái nào nó có, cái nào nó chua ngay. Hôm nay chắc là phải ăn hết cái cân bún này mất. Vì nó quá ngon. Thật sự là ăn vào đến đâu lại đau đến đấy rồi. Từ hôm đi tiêm về ấy giờ cứ ăn là đau nhá, cứ ăn không ăn là không sao. Không hiểu nó kích thích đến ruột em kiểu gì. Anh Huyện đi tiêm về cũng bị mà. Sáng nay em ở trên đấy anh. À quên, sáng nay không hỏi. Anh khỏe bình thường anh mà đấy. Chỉ mỗi đau bụng sau đi ấy thôi. Đi ngoài. Đi ngoài thôi. Còn không vấn đề gì. Mà thế thì anh không vấn đề gì rồi. Chứ còn không thì đêm qua anh đã khó chịu rồi. Ừ. Không là đêm qua đã không thể nào ấy được. Mấy con chim anh lúc nào nó cũng như là nhà có người gọi ấy. Nó hát xì hơi như anh luôn. Thật luôn đấy, mà em đã ghét cái kiểu hát xì hơi của anh rồi. Lần nào đi trên xe mà hát xì hơi mình cũng phải như này. Ám ảnh. Cho nó bớt, lừ cho phát rồi. Ám ảnh luôn. Con là bị dị ứng cái mùi gì mà nó khác cái nè.
hoặc là tự nhiên bật điều hòa nhỉ, phải làm đến chục cái chứ không không thể dưới được. Sợ hát xì hết hơi phát là thôi. Nhất lại là cái mùa, đúng là cái mùa này mùa Covid này ngại khó chịu, nhiều hôm ngồi ở dưới mà hát xì thôi chắc phải chạy ra ngoài, sợ mà hát xì hơi. Anh giống cái chị Dương ấy. Chị Dương mà ngày xưa anh gội đầu ấy chị, mà chị cứ đang gội tôi mày từ lại ngóc lên hát xì hơi bao nhiêu cái mà xong lại còn tịt mũi luôn nhá, mũi còn nghẹt, nói chuyện nghẹt nghẹt luôn. Lộc, Lộc ơi, Lộc à, gọi bà ơi mà mãi nó không gọi nhỉ. Con gái con đứa có duyên chưa, nằm thì nằm ngược. Con gái đi. Ăn cái nước cảm giác nó đậm nhỉ, nó nhạt mà mất ngon ấy. Nhưng mà anh chan xong cho tí này vào, nó ngọt ngọt mất người luôn. Nếu cái này em cho vào lại bị thành ngọt. Không, không hề ngọt. Sao nhỉ? Em ăn phải chấm thêm mà. Sệ thì sợ nhất là ngọt. Anh thì không. Em phải chấm thêm. Anh không thích ngọt. Tao muốn rồi á, còn đấy. Anh chưa thử hôm nay em khai là ngọt đâu. Nhả cho anh nhỉ? Đây mình gọi mình khoai để cho ông xã ăn ké. Bố ăn đi bố. Thôi. Bố làm một ít bún à? Không. Ngắt nốt rau đi, bố ăn nốt cái này đi cho tốt. Ăn nốt đỗ đi. Ăn nốt đỗ. Không ăn nhãn. Nhất hai bà cháu ăn nhãn. Chứ mà cái bún mà tao nước vào là no ngay luôn. Ngon rồi. Nó no luôn. Anh ăn hai bát bún rồi. Không thể ăn tiếp được, ăn thế luôn này. Vẫn còn đấy, vẫn còn đói. À quên, vẫn còn thèm nhưng mà bụng no. Không ăn được đấy. Cao như hôm nay thật sự nè. Em đã ăn đến hôm nay là gần trọn bữa. Món ngon, món ngon của sẽ hôm nay là phải em nói còn này. Dừng sau bu, còn đâu bình thường em chỉ ăn em phải dừng trước luôn vậy. Món của sẽ hôm nay kích thích nha, bà Thủy. Ăn đến gần như là cuối bữa luôn cả nhà. Hôm nay bu mình còn ăn xong trước cơ. Thế là anh đạt đến cảnh giới rồi đấy nhỉ. Đẳng cấp rồi đấy. Ngon. Hà thấy thế nào con? Ngon, cái nước ngon. Ngon nhỉ? Sao làm cơm đấy? Nếu mà không thì sao được cơm? Cứ yên tâm là thừa là đến buổi tối vẫn còn bữa nữa con ạ. Mình tối thêm một lát nữa là sao? Thế anh vẫn muốn ăn nữa anh ạ. Ăn đi anh. Vẫn muốn ăn nữa nhờ nó no ấy. Sau tí nữa. Anh có chăn nước vội. Xong tí nữa anh nè. Ngon, cái em kiển đeo em đi. Nó còn chim mà có ăn. Gọi bố ơi cho con ăn. Nó tập nói. Bố ơi. Bố xã. Toàn phải dạy gọi nó à, dạy nó là bố xã rồi. Này gọi. Bố ơi. Cái gì? Nó 15 tuổi chim là 15 tuổi chim đi. À thế thì anh không biết. Anh biết sao được. Con chim đấy của anh là năm nay năm thứ 2 rồi. Từ cái đợt bé bé cô Trang cho ăn đấy. 2 năm rồi này. Hôm nọ em vừa vào xem cái về em đọc bình luận của cái video ấy của anh. Ừ. Cười lắm chứ. Một con nó chết nhỉ. Sao anh mua con này? Vâng, con vẹt đấy, con vẹt.
Cái con nào nó nói cài thôi. Con yển. Con yển con nuôi. Từ lúc nó bé tí à. Con mua 2 triệu rưỡi à. Giờ bán được mấy triệu? Nhưng mà bán gì để nuôi, để nuôi, để nuôi để bán, con biết làm ra được. Mình lâu rồi. Đấy. Mình 5 tuổi chó thì sẽ bằng 7 năm của con người. Ừ. Còn 1 năm tuổi chim. Chim. Đây. Tưởng ra rồi chứ. Tưởng ra rồi. Cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn. Con bắt con đại bàng. Đại bàng à? Anh mua con đại bàng hơn chục triệu từ trong Vũng Tàu ra. Ừ. Anh cũng nuôi từ lúc mới bắt đầu lở mọc lông ống. Anh vào Sài Gòn à? Vào Sài Gòn xong đi Vũng Tàu. Vũng Tàu thì gặp thằng cu em, nó nuôi nhiều ấy, nhìn đẹp sướng thế nào. Mua một con, nó gửi tàu về. Buổi sáng anh với cả anh May 5 giờ sáng đã có mặt ở ga ga nội rồi để nhận. Còn sợ mà, anh em sợ mà, sợ cái hàng đấy là hàng cấm ấy. Thôi thế là cho nó ngay lên ô tô bắt đầu là phi về. Chỉ sợ công an nó hỏi đó, bởi vì chim chết là hàng cấm. Sợ những cái chim đấy nó vào sách đỏ. Anh được bao lâu? Anh nuôi xong cuối cùng là anh nuôi được 2 năm. Xong bắt đầu anh không có ở nhà. Vâng. Anh bán cho thằng trên Lai Châu, thế là nó lừa sạch tiền của anh, nó bán cho anh được có 3 triệu. Ừ. Còn mất hơn chục triệu. Thế là vào hội chim săn thì mới biết là thằng đấy chuyên đi lừa. Thế. Nói chung nó là cái bài học bao giờ bài phải là ấy. Tiền chuyển à, thì chim mình mới đi. Thì anh em trong hội cứ nói chuyện đấy. Anh ơi. Ơi. Yến. Yến và vẹt. Thế em Lê đang tìm vẹt. Vẹt là được xác định tuổi ở cái đuôi của nó. Đuôi của con cái và con đực khá ngắn, nhưng cũng không cần phải loại trừ. Chỉ cần đơn giản là có thể bị mất lông dài và lông đuôi từng lý do khác nhau. Như vậy là một con vẹt trong nhà thường là 10 năm, nhưng những con hiếm hoi thì 15 năm. Nếu bạn so tưởng một con vẹt theo tiêu chuẩn của người, bạn biết rằng 1,5 tuổi con vẹt tương đương với độ tuổi của 10 đứa trẻ. Có nghĩa là 1 năm rưỡi của nó thì bằng đứa trẻ 10 tuổi. Có nghĩa là bằng 10 tuổi. 10 tuổi. Vậy thì nó gần bằng tuổi chó. Ừ. Thế nó bằng tuổi chó. Bằng tuổi chó còn gì? Vâng. 1 năm của nó bằng 7 tuổi của một con người. Đấy. Ok, vậy là gia đình xã sẽ đã lo lê. Lê Tê Phê bụng to rồi. Đã xong, cảm ơn cả nhà đã theo dõi gia đình nhà sệ măm măm. No quá. Đây này, bà Thủy ăn ngon.